Vâng, và sau đây em cũng nhận đơn của hai bác, một bác ở Lai Châu, một bác ở Bình Dương. Thì làm video này thì cũng không phải là test, có hướng dẫn thôi. Những cái này thì nó nhiều nút nhưng mà đơn giản chỉ ấn có 4 nút thôi là về các bác sử dụng thôi. Thấy vậy chứ không có video thì các bác khó cắm lắm. Bấm bấm lại bấm nhiều nút lộn, thật sự bấm có mấy nút rồi. Cái đường sell thì chúng ta cắm đường input, in là vào này, đường tín hiệu này các bác. Còn out là xuống âm ly. Đấy, out này, in bên đây. Đấy. Một con là gửi cho bác Lai Châu, một con là bác ở Bình Dương Dị An. Thì đây cái cần này là cần chỉnh theo ý thích của các bác nha. Đấy, dòng này nó mạnh lắm các bác. Nó có volume năng tiếng này. Đấy. Đấy. Để 12 giờ thôi mà đã lật rồi còn vẹn mát chiếc banh cái lò ấy, mạnh lắm. Em còn một con nha, em về được 3 con như khu thùng shop rất là đẹp quá. Hàng sưu tầm đỉnh nhất của dòng Billionaire rồi. 17 cần mới vế. Cái phần ấn này á thì chúng ta chỉ cần ấn 4 nút thôi nên là ok nha. Đây. Ấn cái nút này này, effect này. Đấy, một nút này này. Với một cái nút sorry này này. Và một cái nút sorry này và nút chỗ này. Chỗ này được ấn vào để cho nó hiện đèn này. Âm thanh 3D này. Đây, các bác nhớ giúp em là ấn input selector story. Một cái sorry này, một cái sorry hai cái này và một cái này nữa thôi. Còn cái này là ấn để vào nó lên đèn. Âm thanh 3 chiều. Riêng cái này là phải ấn cái này nó mới tác dụng nha bác. À, qua nha. Một này, ấn vào này. Hai này. Ba này. Bốn này. Rồi ok rồi đó. Còn này là volume. Mạnh lắm. Mạnh cực kỳ luôn. Đấy, đây, các bác em đã chỉ ok rồi nha. À, có điện thoại một tí em ngưng video. Em còn một con nha. Bác nào sưu tầm thì alo cho em, giá là 10 triệu, giá đợt này về là tiết kiệm được 500 ngàn chứ về một con là 10 triệu rưỡi đấy các bác. Bác ở thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi mua một con với giá là 10 triệu rưỡi đấy các bác. Tại vì một con về luôn luôn giá nó sẽ cao hơn về ba con nha.